Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu ở giải cầu lông Badminton Unlimited do ban tổ chức Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía bên màn hình là cặp đôi Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng. Phía sau màn hình là cặp đôi Phương Hải. Điểm số đang là 3 đều. Đây là giải đấu được tổ chức để chuẩn bị cho trước thêm giải đấu Thành Công Mạo Khê. Giải đấu với chức vô địch lên đến 5.000 đô. Điểm số 4-3 cho cặp đôi Mạnh Thắng và Văn Tú phát cầu ngắn. Cầu lỗi từ Lê Văn Tú. Giờ Hùng sẽ chuyển sang bên kia live stream trận đấu giữa Long Tô Quảng Ninh và Tuấn Anh Xuân Mạnh của Sibucha. Mọi người cứ ở đây theo dõi nhé.
Thank you.
Trên sân số 1 xin mời huấn luyện viên Tú và Triệu Hải về sân số 1.